mà làm như là mình hù ta mà chẳng hắn thấy ghê vậy. Hù gì anh ở tận bên Mỹ mà em ở đây em hù sao được anh. Mày chờ, mày chờ cái canh canh ngày tao về mày phục thù sao tao đâu có biết. Đúng rồi, quân tử gọi là 10 năm chưa. trả thù 15 chưa muộn mà. Bây giờ Ok. anh ở bên Mỹ còn xa em nửa vòng trái đất, làm sao em phục thù được anh? Mày mày có biết Đấy. rằng ngày nào tao cũng trông ngóng vé máy bay không? Mày có biết cái nỗi Ừ. cái thế mà về không được mày đau chứ. Hết cửa rồi anh ơi, hết cửa Vợ rồi nhé. Tết Tết này là thôi Việt thua Việt rồi. Việt kiều Việt kiều Mỹ nhá, năm nay hết cửa về Việt Nam ăn Tết rồi, anh đã nhớ thế. Ngày xưa Việt kiều của anh còn oai chứ bây giờ Việt kiều gì đóng cửa là hết nhé. Đấy. Thôi tao Thế biết thân thôi. phận, tao biết thân phận tao rồi, cho nên đi đó tao đâu Biết thân có phận thì cứ làm ở dám bên đấy nói đi nhá. đâu. Về Trời phục ơi, cái cờ ok vàng ấy đi. thôi Cờ thôi vàng bay phấp phới trên nóc của tòa nhà Quốc hội của Viện Hoa Kỳ rồi. mày nói vậy tao tuổi quá. Cờ vàng hiện giờ đang ở trong một cái tình trạng hấp hối mà bây giờ thì tao liệt vào cái chỗ là như là một cái đội quân khủng bố rồi, mệt lắm rồi ơi, khổ lắm, vì tao muốn là người dân ở bên này thoát khỏi cái tai nạn đó là cũng ok rồi. Bây giờ thì bữa nay thì tao cũng có một nguồn bữa nay thì tao cũng có một nguồn tin cũng khá là chính xác là hầu như ở California thì hầu như là không còn treo cờ vàng nữa. Không còn treo cờ vàng có nghĩa là những cái tiệm ăn quá, những cái bình thường ở những người mà đại khái hồi xưa hay trèo thì họ rút cờ xuống rồi. Ở đây mình không nói là rút hết, nhưng mà có cái điều là họ đã biết biết sợ, họ đã biết cái pháp luật của Mỹ và hiện giờ mà tắm cái đó mình không có nói được, nhưng mà thì coi như họ đã rút lại 60% là cũng được ok rồi. Em có gì Không, nói thực không? ra nó đánh cầm này, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đấy là cái lá cờ đấy là cái cờ cái tàn dư của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, anh hiểu không? Không, cái Từ chuyện đó xa là mà chuyện đấy lịch được sử một anh biết số hết rồi, đúng rồi, cái từ thằng hồi thành nãy phần đó. chống cuộc cực đoan nó dựng lên để nó kiếm tiền của bà con thôi, nó ép buộc bà con đứng dưới cái lá cờ đó thôi. Nó bây giờ đến Mỹ họ liệt kê lá cờ lên vào một trong những chín tổ chức khủng bố rồi, Anh thế hiểu thì nhưng mà đấy. anh hiểu là cái điều đó, nhưng mà nó khổ nổi cái xóa tan cái thành kiến, cái lối suy nghĩ của mấy cái ông già ở mà chống cộng cực đoan bên này rất là khó. Thì mình cũng nói một cái điều là nên lâu lắm rồi, coi như cái chuyện đó là lâu lắm rồi, tới cái năm nay thì coi như cũng đã hết, lại giống như anh Phượng nói trả nợ cũng đủ rồi, vừa hết rồi thì thôi bớt đi và cũng đi, không nên dùng lá cờ nữa thôi. Mình cũng nói với mấy anh mấy chị cũng nhẹ nhàng cùng cùng cái thời của mình đó, chứ còn mấy đám nhỏ này sao mình không có, mình có đầu mình không quan tâm, bởi vì đám nhỏ nó ăn theo nó có biết con mẹ gì đâu. Nhưng Đúng mà đúng rồi, các rồi, anh ngày xưa cầm súng dưới cái lá cờ đó, cái chế độ đó, bây giờ các anh nghĩ đến quê hương đất nước thì các anh cảm thấy là mình là một con dân đất Việt, đúng không nào? Luôn luôn lúc nào cũng hướng về Tổ quốc, dù các anh xa các em lên nửa vòng trái đất, nhưng dù sao đi nữa khi các anh về, ngày xưa là anh em mình đối đầu, đúng không? Thế nhưng bây giờ về gặp nhau anh em vẫn có thể là nước chè thuốc lào, thành phố Hà Nội nó bình thường, đúng không? Em đã ngồi với anh, trời ơi, đã ngồi đã rồi ngồi với anh, mà, đã ăn với anh ở tại thành phố Hà Nội đúng rồi. để trước khi anh sao. Thế thì dù gì đi chăng nữa ấy, thì nợ Tổ quốc ấy nó nợ nhiều lắm anh ạ, trả chưa bao giờ hết được, bởi vì Tổ quốc ta có được ngày hôm nay ấy, thì chúng ta phải đổ bao nhiêu cả xương cả máu của cha anh chúng ta, kể Đúng cả hai rồi. phía anh ạ. Đấy, không có một phía nào cả. Thế còn con người thì vì Tổ quốc, con người thì vì cái cuộc sống thì mình cũng phải đau thương thôi. Bây giờ các anh ở Hòa Bình đã 4 năm, 46 năm rồi. Gần Thì nửa em thế nghĩ kỷ là rồi, thế nửa thôi. thế kỷ rồi, thế thôi, cứ thế là đủ rồi. Đúng Thế rồi. còn bây giờ thì cái thế lực chống cộng bên đó nó sẽ vẫn còn đấy ạ. À? Nó Không, không nó có sẽ chết được. còn thế, nhưng mà mình chỉ cầu mong làm sao á. Ý muốn nói là cái điều này là ở đây mất cuộc chiến tranh của Việt Nam là coi như huynh đệ tương tàn, nó đi qua nửa thế kỷ rồi, nó không còn tồn tại nữa. Và bây giờ chúng ta, nước Việt Nam mình là Nam Bắc một nhà, mình nên nghĩ tới một chút. Anh không nghĩ nhiều thì anh cũng nghĩ ít, có nghĩa là làm cho đấy thôi, chứ còn mình không dám nói người ta là anh phải bỏ hẳn 100%, anh mình không có quyền điều đó, mình không có quyền, bởi vì mỗi người có Đúng một lối suy rồi. nghĩ. Đúng rồi, thành ra mình chỉ nói cái điều anh lấy cá nhân anh nói thôi, có nghĩa là anh lấy anh theo. Mà khi thường á, giống như anh á, anh hay trẻ mãi không già, lý do tại vì anh cởi mở và anh cảm thấy là anh thức thời, em hiểu không?
Thành ra anh cảm thấy chứ còn thường thường mang cái điều đó vào trong bụng hoặc là trong đầu thì hầu như tất cả nó không có lối thoát và làm cho con người ta rất ư là mau già đó, thế thôi. Và anh thấy không? Ngày xưa các anh bước chân rời đất nước ra đi, đến đất nước như thế nào, đúng không? Thế bây giờ anh đã về về thăm hương đất nước, anh cũng đi từ Bắc vào Nam, anh đi anh cái sự phát triển hương đất nước ta nó phát triển mức độ như thế nào, và anh biết rồi. Đúng rồi, Thế thì tại gì mà ta cứ chống mãi mà ta không được trở về được với quê hương? này là chống điên Nơi cuồng mà chống không có ý đấy, tưởng nơi đại sinh gì. ra ta này, nơi chôn rau cắt rốn của ta, của cha mẹ ta sinh ra ta được. Anh về anh thấy cảm thấy nó vui vẻ, cuộc sống vui vẻ, đất nước bây giờ nó đường xá giao thông kinh tế phát triển như thế. Anh đi từ Nam hay ra Bắc đấy, anh ra thủ đô Hà Nội ngồi uống cà phê ăn cơm bụi với bọn em nó chuyện bình thường đúng không? Đúng rồi. Và ra em nói với anh cầm như này này, ngày xưa cái bọn tàn quân ở bên đó đấy, anh thấy ông như ông tướng ông tá ông tướng lãnh đạo vừa to ấy, như ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Nguyễn Văn Thiệu, hoặc là ông Hương, những ông sang đấy, Đúng rồi. ông có bao giờ ông chống đối lại Không đâu, nói đâu, toàn cho không có người mấy nói đâu, bởi vì họ toàn hiểu cho được mấy rồi đó. thằng Ông họ hiểu được rồi đó. họ hiểu được điều đâu, F2, cứ toàn những cái F3 không mấy à. Người ta nói tưởng người ta lên F2, làm ra F3 hoài. mấy Đúng cái rồi. bọn người em nói là cả hạ sĩ ngoé mà lính lác sang mới đấy, là đấy ne bây giờ cái ngày 30/4 ngày quốc hận cầm mấy cái khẩu súng nhựa thì ra ngoài rửa diễu võ dương oai, nó cảm tưởng nó oai hùng phong đẫm liệt lắm, nhưng thế là đội quân tất trận ấy. Em thấy em thích nhất thì câu nói của ông Ngô Quang Trưởng, ông nói thế này, ông tướng bại trận thì không còn gì để mà nói kể về về mình nữa, thấy không? Bại binh chí tướng bất khả ngôn luận. Thì ông bại binh chí tướng thì ông hỏi ông nên khí thế rất cảm Hiểu khái mà gì, người tất ta cả tốt trận. mọi vấn đề tướng lãnh thì không ai ấy được, không ai nói gì cả, kể cả những người, nhưng mà chỉ có những người F2, F3 thôi, họ bị nhồi sọ và họ theo kiểu giống Đó. như là cha truyền con nối, cha mẹ đầu độc, nói nghe, nhưng mà đầu độc một cách vô lối vô cớ. Nhưng mà những cái sau này thì họ đã sáng mắt ra hết rồi, sự thật vẫn là sự thật thôi. Ta cũng đã từng nói rồi, tất cả mọi người Việt Nam trên toàn thế giới những năm 70, 80 có thể họ về Việt Nam một hai lần, nhưng mà càng ngày còn càng về đông, và có thể nói là những cái Tết năm những năm sau này họ về cái Tết cả triệu người, 500-700 ngàn người, chứ Đó. không về lết đó, nó có điều chứng minh rồi, thế thôi. Và anh không phải nói cho anh nói khoảng chừng vài năm nữa thôi, vài năm nữa thì hầu như chắc là cũng không còn ai chống đây, mà còn mấy ông chống thì mấy ông đã già hết rồi và đã sắp sửa đi thăm ông bà ông giải rồi, mà 5-7 năm nữa thì tao cũng theo gót với ông thôi, cái lớp của tụi tao lại vậy mà, năm nay anh 70 rồi Thế đâu thì còn nhỏ vậy, thế thôi. em nói với anh này này, ở bên đó em nói vụ như cái thế hệ F2 nhá, như cái thằng Trịnh Du nhá, đúng không? Nó có biết cái Nó gì dựng cái giá cờ đâu. vàng, nó là kiếm cơm, nó Đúng chống đối rồi, để nó rõ kiếm ràng. cơm, kiếm tiền, chứ không phải là nó vì một lý tưởng nào cả. Anh ạ, Đúng tất rồi, cả đúng những rồi. cái thành phần ở bên ngoài dương nát cờ vàng lên để gọi là chống cộng thì được kiếm cái miếng ăn, ăn trên cái thân xác của đồng bào ta, ăn trên cái thân xác của những Việt kiều đấy. Không cho nó thì bắt đầu nó hành nó không cho buôn cho bán, nó làm cái này cái khác là mình không làm ra gì được, đúng không? Cái thực ra nhiều người người ta cũng không muốn chống đâu, Đúng rồi, đa lúc số đó là là vậy. chủ yếu Họ bị là trói buộc kiếm vào cơm là chính thôi. kiếm cơm. Anh thấy Ok. không, từ hôm mà cái lá cờ vàng bị liệt kê vào cái tổ chức khủng bố, lá cờ khủng bố đấy đâu, thì Đây. ông Nguyễn Tấn Lạc, ông huynh trưởng à, huynh trưởng nói giọng cũng tại cũng già rồi, cũng không không dám mạnh mồm rồi, không Hạ nhiệt rồi, nói chung là hạ nhiệt rồi. nhiệt rồi. Ok em, được rồi.